Ngươi hãy ra dòng sông ở phía đông, lội xuống đó để tìm chìa khóa vàng, để mở mật thất cứu công chúa. Lại là thử thách. Tại sao phải là ta làm chứ? Mình quên mất, mình phải vượt qua hết tất cả các thử thách thì mới cứu được hai huynh. Ai lại đem chìa khóa quăng xuống sông vậy trời? Nếu vậy là mình phải xuống tìm rồi. Sông bao la, biết tìm được ra chìa khóa bây giờ. Ân nhân ơi, ân nhân, ân nhân ơi, ân nhân, ân nhân đừng buồn, tôi đã gọi một đàn cá tới đây để giúp ân nhân rồi. Con cá này sao quen quá vậy? Ân nhân không nhận ra tôi sao? Ân nhân đã cứu tôi, ơn cứu tử thật không dám quên. Việc mò tìm chiếc chìa khóa đối với thần dân của chúng tôi là chuyện nhỏ. Chìa khóa vàng. Vậy là mình phải tranh thủ đi mở mật thất mới được. Cảm ơn cá nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn cá nha. Cảm ơn cá nha.